Minna san kuni Cosmos no Xin chào tất cả các bạn, mình là Dung Cosmos. Rất vui được gặp lại các bạn trong video clip lần này. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm bài kiểm tra đầu vào tại học tiếng Nhật Cosmos. Bài kiểm tra đầu vào này chúng ta sẽ thực hiện trên một website và các bạn hãy chú ý và làm theo hướng dẫn sau đây nhé. Đầu tiên các bạn hãy vào trang web madukoto org trang web này có tiếng Anh hoặc là tiếng Nhật, các bạn có thể chọn tùy theo ý muốn, sau đó bạn hãy kéo xuống dưới và chọn Marugoto E-learning. E E-learning. Hãy click chuột vào đó. Sau đó bạn sẽ kéo xuống dưới và khi thấy một màn hình màu hồng hồng, đó chính là Marugoto Nihongo online course. Nếu là tiếng Anh sẽ là Marugoto Japanese online course sau đó các bạn hãy click chuột vào. Khi đó sẽ dẫn đến một trang web mới đó là marigoto online gp info gp Ở website này thì chúng ta có thể chọn tiếng Việt. Sau đó các bạn hãy kéo xuống dưới, kéo xuống dưới, kéo thật. Kéo xuống dưới và cuối cùng sẽ thấy có một mục làm bài kiểm tra. Các bạn hãy click vào đây và chú ý rằng bài kiểm tra này chỉ có tiếng Anh thôi bạn hãy điền một tên bất kỳ ví dụ như là mina no nihongo Sau đó, bạn sẽ bắt đầu làm bài và trả lời các câu hỏi. Ở đây đa số là các loại câu trắc nghiệm. Ví dụ như ở đây chúng ta chọn là gì? Ví dụ chi chỉ. Tiếp theo, chúng ta sẽ chọn là gì? bai cử hay là samui hay là ô ý, hay là okorimasu. Hay là xô di kỷ vân vân. Sau đó bạn lại chọn câu tiếp theo. Nhớ là sau khi trả lời mỗi câu hỏi các bạn hãy ấn submit and continue. Thì dạng câu hỏi thứ hai đó là chúng ta sẽ phải điền cách đọc. Bạn sẽ điền vào đây ví dụ điền cách đọc nhĩ cự hay là mi cự vân vân. Sau đó bạn hãy điền hết đến số 6 rồi submit and continue. Tương tự như vậy sẽ có các câu hỏi liên quan đến gôi, từ vựng, chữ Hán, ngữ Pháp, đọc nghe Và các bạn sẽ trả lời tất cả các câu hỏi đó Bạn hãy trả lời một cách tự do và thoải mái Không dùng từ điển Trả lời đúng theo năng lực của mình Chúng ta sẽ có khoảng 5 câu hỏi đọc, nghe và khoảng 6 đến 7 câu hỏi đọc. Và đến cuối cùng thì sẽ ra được kết quả. Kết quả như ví dụ như đây bạn sẽ nhìn thấy đó là điểm số của chúng ta, điểm từ vựng điểm từ vựng ngữ pháp, điểm đọc và điểm nghe. Cuối cùng, tổng số điểm, thời gian trong bao nhiêu phút. Và từ đó thì mình sẽ được đánh giá xem là cái năng lực khóa học của mình tương ứng là khóa gì. Ở đây là trên website Marugoto thì họ sẽ ghi là A1-1 hay A1-2. Nhưng các bạn không cần phải để ý đến tên khóa học. Sau khi làm bài xong, các bạn hãy chụp lại màn hình. Chụp lại màn hình bằng điện thoại hay máy tính bất kỳ Sau đó thì bạn hãy gửi lại kết quả này cho mình để mình có cách hướng dẫn và tư vấn khoa học một cách phù hợp hơn Các bạn chú ý website này chúng ta có thể thực hiện kiểm tra trên cả máy tính lẫn điện thoại Các bạn lưu nhé, máy tính hay điện thoại đều được trên đây là phần hướng dẫn cách làm bài kiểm tra đầu vào của học tiếng Ecosmos dựa trên website của Marigoto. Hy vọng rằng các bạn có thêm một cái công cụ để chúng ta kiểm tra được cái năng lực tiếng Nhật hiện tại một cách rất là nhanh chóng và dễ dàng. Chúc các bạn luôn có những giây phút thật bổ ích cùng với học tiếng Nhật Cosmos. Xin chào và hẹn gặp lại.